Chào các bạn. Hôm nay tụi mình sẽ làm một clip theo cái dạng cắm trại nhưng mà lại là thử thách người cuối cùng các bạn. Đó chính là người cuối cùng còn cắm trại. Và kêu khách người cuối cùng còn cắm trại này là tụi mình chơi theo cái dạng khá là đơn giản. Đó chính là sẽ có 5 người chơi, đó chính là 5 thằng cu. Mỗi hàng tụi nó là sẽ có 5 phút để chạy vô trong nhà. Muốn lấy cái gì cũng được hết, ngoại trừ thức ăn và nước uống các bạn. Cứ thể lấy mền, mùng, chiếu, gối, liều, ghế, bàn, cái gì cũng được hết. Áo quần gì cũng được hết á, lấy cái gì cũng được ngoài thức ăn và nước uống. Và ở đây là mình có 5 tờ 10 ngàn. Mình sẽ phát cho mỗi thằng một tờ. Coi thử coi số series coi có được 8 số 8, 8 số 9 gì không nha. Là được một tờ 1 tỷ á. Xe cái gì bị xéo, số to số nhỏ. Vậy là tờ này là anh nghĩ là có thể là bán được 11 ngàn. Wow, quá lời. Em số ông 66 đẹp không anh? Nói chung là mình phát cho mỗi hàng 10 ngàn như vậy. Tụi nó sẽ dùng 10 ngàn này để mua thức ăn và nước uống các bạn. Nói chung nó mua cái gì cũng được. Nó có thể mua đồ chơi hay gì cũng được. Tùy nó thôi, nói chung là 10 ngàn nó dành mua sắm. Còn đồ ở trong nhà của mình là liều mền mùng chiếu gói là đứa nào muốn lấy gì cũng được. Trong vòng 5 phút thôi, lấy và đem bỏ lên xe. Một lần đi nhà mình lấy bao nhiêu món cũng được hay là lấy từng món, từng món, từng món? Lấy bao nhiêu cũng được hết ha. Ok ạ. Tại vì mình muốn là tụi nó phải có cái sự gọi là nó nhanh nhẹn như vậy, nó chạy, nó giành lộn nhau như vậy các bạn. Để là công bằng, lỡ khi lần này nó có thời gian gì quá, nó sẽ lựa liều bự rồi liều nhỏ rồi các kiểu nha. Ok không? Okay. 3, 2, 1, bắt đầu. Chỉ có 5 phút là lấy liều thôi nha. Tụi lấy liều đỏ hả? Đúng rồi. Tụi lấy tủ cụ. Lấy giữa hả? Lấy ghế kìa, lấy ghế kìa, lấy ghế nè. Nè coi trong đây có gì không? Lấy mình một chiếc gối rồi luôn. Đây đủ anh. Đỡ đỡ lấy quẹt luôn, lấy quẹt luôn. Được quẹt lấy nồi niêu xoong chảo luôn nha. Nồi niêu xoong chảo. Không lấy thức ăn thôi. Không, không lấy nước em. Đây tụi nó lấy sao miễn đầy xe thôi nha các bạn. Gần đầy xe rồi nha, hết chỗ chứa là hết được á. Nồi niêu xoong chảo nữa hả? Rồi còn 19 giây, 18 giây. Nè nè con dao không chơi, để dưới chân đi, để dưới chân đi. Để chân đi. Mấy cái nhỏ nhỏ dao kéo rồi để dưới chân đi. Rồi ok, full xe luôn rồi. Hết giờ luôn nha bạn, hết giờ. Ok chưa? Rồi, ok rồi. Rồi đóng lại, đóng lại, đóng lại. Đi thôi. The next day. Rồi tụi mình đã tập hợp được gần bãi biển Vũng Tàu các bạn. Ở bãi biển Vũng Tàu có một cái khu vực đồng cỏ như vậy, khá là mát mẻ luôn. Chỗ này tụi mình cũng hay cắm trại lắm. Và tụi mình quyết định là cho thử thách này thực hiện ở đây nha. Và mỗi đứa tụi nó là đã mỗi người là cắm một cái lều như vậy rồi các bạn. Các bạn thấy nguyên một hàng không? Đây, 5 cái lều. Và cái thử thách lần này rất là đơn giản luôn. Người nào mà vẫn còn tụ lại cắm trại ở đây đến cuối cùng thì sẽ thắng cái giải. Nói chung là cái này cũng gần giống sinh tồn các bạn, nên giải thưởng lần này sẽ là 10 củ nha. Đứa nào chiến thắng lụm 10 củ có tiền tết nha. Ok, bây giờ mình sẽ review đồ nghề của từng đứa nha các bạn, thử coi nó đem những gì. Đồ ăn thì chỉ có 10 ngàn để dành mua thôi nha các bạn. Đồ ăn và nước uống là chỉ được dùng 10 ngàn thôi. Đầu tiên là cái liều rất là bự của Tú luôn. Từ bữa cắm trại ở Đà Lạt thì Tú nó đã chấm điểm cái liều này rồi, nó ghiền cái liều này các bạn. Bởi cái liều này nó vừa bự nè, khoáng mát. Và ban đêm là ngủ khá là ok hay sao á, nên nó rất là ghiền. Nó xài thêm lần nữa nha. Liều này rất là bự, vô đây luôn. Đây bên trong cái liều thì các bạn thấy không gian khá là rộng không? Có rất là nhiều mấy cái cửa sổ có thể đóng ra mở vô rồi cái kiểu. Nếu lạnh quá thì có thể kéo lại, còn mà nóng nực thì mở ra. Rất là thoáng mát luôn. Rồi đồ nghề của Tú thì gồm có 6 đôi đũa làm gì Tú? Để hết đem đũa chơi vậy hả? Đem đũa vậy. Rồi tiếp theo là một cái kéo, mấy cái này chút dọn nha, chừng chút nước gió thổi gắt cho liều. Kéo nè, dao, cái bay, nồi, 4 cục cồn, cuộn dây, cái hộp quạt, bếp cồn. Wow, có bắt kiến nữa. Dĩa, cái nón và cuối cùng là... Hai chai nước suối. Ủa, em dùng 10 ngàn đâu nước suối hả? Đúng rồi. Này nhiêu một chai hả? 4 ngàn. Hai chai 8 ngàn. Đúng rồi. Còn 2 ngàn làm gì? 2 ngàn không biết mua hả? Gói mì đến 3 ngàn lần. Mua không đủ hay có mì? Mua không đủ có mì? Không. Vậy là Tú nó sử dụng 10 ngàn để mua 2 chai nước suối, mỗi chai là 4 ngàn. Này em mua trong siêu thị hay là tập quá? Tập quá anh. Hình như nhớ siêu thị là chai này có 3,5 à? Vậy lỗ. Mua tập quá là mắc hơn nè, 4 ngàn nha bạn. Rồi phía bên đây thì chúng ta sẽ có là một bộ bài nè,
chắc để nó chơi mình. Rồi sạc dự phòng, điện thoại, hai cái quần với lại cái áo màu hường cá tính. Rồi góc bên đây thì có một cái túi ngủ. Nói chung là đồ ngày con Tú thì nó đem theo đơn giản là gồm có là mấy cái còn để dành nó tự săn bắt ha. Không đem đồ ăn, không mua đồ ăn. Không mua đồ ăn, em đi bắt cồn gió rồi bắt hải sản ăn. Em nhắm là em có thể trụ được cái thử thách này trong bao lâu? Chắc khoảng 3-4 ngày à. Rồi bà uống hai chai nước. Hai chai nước thì trụ được 3-4 ngày hả? Wow. Nói chung là anh Tú là nó gái rất là tốt. Rồi kế bên liều của con Tú sẽ là liều của con cu Hương nha các bạn. Liều cu Hương thì đó một cái liều nhỏ màu xanh. Liều này là cũng là liều tự bung. Bên trong căn liều thì đồ nghề cũng khá là đơn giản, gồm có là một cái mền màu xanh lá cây, một cái túi ngủ, một đống quần áo, cái nón, với lại Hương đang ngồi trong hốc. Rồi đồ nghề mà nó đem theo thì gồm có là bộ nồi nè, hai cái ca này là cây ca này có thể nấu nước nữa bạn, ở dưới cái nồi luôn, một con dao khá là sét, một cây dầu, một cái xô, một cái vỉ nướng, cái hộp quạt, một cái bộ phao và dây câu nha các bạn. Cái bay, cái này mình nghĩ là để tụi nó đào cọng gió hay là đào tôm tích đồ á. Rồi một cái mặt kiếng, ngoài biển khá là nắng nên mặt kiếng. Dây cước, chiếc dép lào. Bịch mũi 50 gram đường anh. Đường hả? Tự muối chứ. 50 gram đường giá 1.000 đồng. 50 gram đường giá 1.000 đồng. Chai nước Satori 9.000 đồng. Nói chung là với 10.000 thì Hương nó mua một chai nước Satori 9.000 và 1.000 đường, 50 gram đường cũng giá 1.000. Để làm cái gì vậy? Uống đường do có năng lượng anh. Mỗi khi mình mệt á, mình chế nước mình quậy vô uống, nhưng mình sung lên, mình đi sinh tồn, sang bắt hay lộn các kiểu. À, đường để tăng năng lượng hả? Đúng rồi. Rồi Hương nhắm là Hương khỏi chơi cái game này tao bao lâu? Thì đầu tháng 10 triệu thôi. Wow, thằng Tú là nó la nó được 4 ngày, vậy là Hương là phải 5 ngày rồi. Gái rất là to nha bạn. Rồi người tiếp theo sẽ là cu Toàn. Anh Toàn này nó sử dụng một cái liều màu xanh, nhưng mà liều là loại liều hai lớp các bạn. Lớp ngoài đây là nó sẽ bám nước trong đây, còn phía bên đây thì đỡ hơn không có nước nè. Liều này cũng khá là ổn luôn. Bên trong liều thì sẽ có là cái mền, túi ngủ, cái gói màu hồng, hai chai nước suối với gói mì đó Toàn. Đúng rồi. Hai chai nước suối nhiêu tiền ạ? 3.000 anh. Một chai 3.000. Hai chai 6.000. Đúng rồi. Gói mì nhiêu nữa? 2.500 nữa. Gói mì này có 2.500 hả? Mì chai mà. À, Toàn nó mua một gói mì chai 2.500, hai chai nước thì 6.000 nữa là mới có 8.500 rồi. Còn 1.500 không biết mua anh. 1.500 không mua gì hết luôn. Không. Bỏ luôn. Bỏ luôn. Giờ anh sẽ mua 3 cục kẹo. Rồi mấy cây xiên que nè, định xiên tôm tích cái gì nó ăn nè. Rồi bó đũa. Rồi phía bên đây thì chúng ta sẽ có điện thoại, sạc dự phòng và bộ đồ nha. Rồi phía bên ngoài thì nó sẽ có là một cái bộ bếp ga, bình ga, nồi, đôi dép. Rồi hết thì nói chung là đơn giản vậy thôi nha các bạn. Rồi phía đằng xa đây là sẽ là liều của cô Dĩ. Liều của cô Dĩ là vẫn là liều màu xanh. Liều này là loại liều tự bung luôn. Rồi phía ngoài đây thì chúng ta sẽ có một cái tấm thảm màu xanh nè. Chai nước nhiêu tiền? 9.000 anh. Rồi cái hộp quạt. Rồi bộ nồi sinh tồn. Rồi bên trong liều thì có gì? Bên trong liều thì nó có một cái niệm nè. Bộ quần áo. Điện thoại đâu đâu. Và cái điện thoại các bạn. Không xài sạc dự phòng hả? Không. Ok. Rồi em có thể nhắm là em sinh tồn trong bao lâu? Cỡ 3-4 ngày bình thường. 3 ngày bình thường. Đúng rồi. Với một chai nước. Tại tạo nước nữa chi. À ok, rồi ăn uống rồi sao? Uống thì nào mà đói quá thì chạy ra ngoài biển bắt hải sản ăn. Nghe có vẻ lười biếng quá các bạn. Ok, nói chung là dĩ là đồ nghề nó chỉ đơn giản là nó chỉ cần đem theo cái mền nó ngủ thôi. Và nó có một cái bộ nồi thôi à. Một cái hộp quạt thôi. Rồi, người cuối cùng chính là cu An. Rồi đồ nghề là có những gì em? Rồi đồ nghề của cu An thì nó sẽ có là một cuộn dây nè. Một con dao. Hộp quạt, bếp còn, hai cục còn, dép tổ ong, lấy gì vậy? Giấy chủ đích. Giấy vệ sinh nè. Bàn bọc thực phẩm. Bàn bọc thực phẩm. Chén với ly, cái này là dùng để lọc nước.
Wow, nè. Chiến thuật hả? Dạ, đây. Rất là đơn giản luôn. Mình chỉ cần chế nước vào cái ly như thế này. Bỏ vào đây. Đó, đó cái chứ... mình dùng bằng bột thực phẩm bọc ngang qua nữa. Là có nước hả? Dạ. Wow, có vẻ hay á. Rồi, đây đũa. Bộ nồi. Đem đây có luôn. Bộ nồi 10 ngàn thì mua được những gì lấy ra là hết luôn. 10 ngàn á thì mình mua được là 2 chai nước với một cái gói mì mini cat. 2 chai nước là nhiêu? Dạ 2 chai nước là mỗi chai là 3.000 rưỡi. Mình mua dạ mình mua ở ngoài siêu thị. Còn nếu mà mình mua trong mấy tiệm tạp hóa là 5 ngàn một chai lận. Trong siêu thị là 3.000 rưỡi, 2 chai là 7 với một cái mì mini cat 3 ngàn là 10 ngàn. Rồi ok, hợp lý. Tối ngủ điện thoại. Điện thoại, cục sạc dự phòng. Và cuối cùng là bộ quần áo. Mấy bịch ni lông. Mấy ba bịch. Cái đó là cái gì? Cái này nón nữa đó. Wow. Dùng để che nắng thôi anh. Còn cái bịch này là dùng để đi bắt hải sản gì đó mình bỏ vào đây. Ok, okay. Hợp lại luôn. Rồi em nhắm là em có thể chơi game này được bao lâu? Em chơi chừng nào mà em thấy hết tài nguyên, cơ thể mà chịu hết được thì em xin thua. Nói chung là cảm thấy là hết sức mình đầu hàng. Dạ, dạ. Vậy là chắc được ngày các bạn. Cuối cùng là một cái đèn pin nha các bạn. Để tối mình đi săn bắt. À. Săn bắt và bắt đêm luôn. Ok giờ, dữ á. Rồi mình sẽ bắt đầu bấm giờ để xem là thời gian bao lâu thì có người đầu hàng, rồi người cuối cùng thắng cái game này là được bao nhiêu giờ nha các bạn. Bấm bắt đầu luôn nha. Thời gian này là chỉ có chạy tới thôi chứ không có tu nó chạy nhanh được nha các bạn. Đây, thời gian đã chạy. Cứ đứa nào mà nó cảm thấy nó đầu hàng gì đó cái kiểu thì mình sẽ đưa đồng hồ lên cho bạn xem là nó đầu hàng phút thứ mấy. Rồi và người cuối cùng còn trụ lại phút thứ mấy nha bạn. Rồi ok, nói chung là bạn đã hết cái loại video mới này của tụi mình, đó chính là người cuối cùng cắm trại sinh tồn. Thì nhấn like, chia sẻ mạnh tay để tụi mình có động lực thực hiện những clip mà nó hay hơn nữa nha. Rồi bây giờ mình sẽ kiếm cho nó, mình chui vô mình ngủ. Tụi nó cho nó muốn làm như làm các bạn, mình không có sinh tồn nha. Rồi phía bên đây là căn lều của mình với là hàng bảo nha bạn. Gió rất là mát luôn, bạn thấy nó quơ không? Rất là dữ không? Tụi mình chơi theo cái dạng gọi là hòa quyện với thiên nhiên các bạn. Không cần phải che gì cho nhiều hết, nó chỉ đơn giản là như vậy thôi. Phía ở trên đây là có một cái tấm bạt che sương, che mưa. Còn dưới đây thì chơi một cái mùn tự bung. Dưới đây có một tấm niệm, sau đó nằm như vậy thôi. Đứa nào đầu hàng thì lỡ kêu mình thôi bạn. Ok, mình sẽ làm một giác đây. Chúc các bạn ngủ ngon. A few moments later. Rồi hiện tại ngoài biển nó đang nước rất là cạn luôn các bạn. Bảo quay cho mọi người xem coi. Đây biển đang nước cạn. Và nước cạn như vậy thì ra biển thì chúng ta có thể săn bắt được những con như là tôm tích nè, những con hào, rồi có thể may mắn được mấy con ghẹ con, mấy con cua đá nữa các bạn. Nên cả đảo tụi đó là gồm có là Tú, An, Dĩ với lại Hương. Bốn thằng nha, riêng toàn thì nó chưa muốn đi các bạn. Nó có mì gói, nó tính là trải nghiệm gọi là sinh tồn, không cần đi săn bắt hái lợm. Rồi bốn cu bây giờ đi bắt hả? Dạ. Do An bắt vào tay không? Dạ. Còn Tú bắt bằng cái xe, cái bay. Khương bằng cái bay, Dĩ bằng tay không nha bạn. Rồi ok. Rồi mấy đứa tản ra, đứa nào bắt đứa con gì lạ kêu anh lại quay ha. Nói chung là mình chỉ có một cái máy quay thôi nên quay một người các bạn, tại vì ở đây là gió nó rất là nhiều, phải sử dụng cái mic nhỏ như vậy nè mới có thể nói chuyện được. Nó ù ù rất là dữ luôn. Trong clip này nếu có tiếng ù các bạn không cảm nha. Ok, tải ra ai muốn đi đâu đi. Mình sẽ đi vòng vòng thử coi có gì hay không, mình với Bảo bắt về ăn chơi với các bạn. À mình thấy biển bây giờ khá là cạn đó các bạn. Mình nghĩ là có tôm tích á nên mình sẽ dùng một con ốc đinh này nè, cột cho cái dây dù của mình. Mình sẽ câu tôm tích nha. Bây giờ mình sẽ chặt cái con ốc đinh nó nhỏ ra. Nhỏ lại mới đút vô hang vừa được. Rồi sau đó đục lỗ cho nó. Ok đã xong rồi nha. Mình đục một lỗ trên con ốc như thế này nè. Sau đó xỏ một cái sợi dây, xỏ vô con ốc. Sau đó cột lại. Đó, thành phẩm là như thế này. Vậy là có thể câu tôm tích được rồi. Sau một hồi đi thì mình phát hiện được một lỗ tôm tích rồi nha mấy bạn. Đây, lỗ thấy rõ ràng luôn á. Đây mình sẽ dạt ra thử nha. Ồ, quá là bự luôn á. Vô luôn. Này mình cứ cho dây nó xuống tới khi nào mà nó không cử động nữa là thôi. Rồi chú dữ hả? Ờ thôi lên luôn đi. Nặng không? Ghi thẳng được, ghi xéo ghi thẳng á. Không có gì hết, chỉ đùa thôi. Nó đi chơi mấy bạn ơi.
Sau khi đi tới cái bãi đá này á thì mình với Tú phát hiện ra ở đây có rất là nhiều cua luôn các bạn. Đây đây, để quay sơ cho các bạn nè. Như đây nè, thấy không Tú? Không thấy à? Trong đây là có một con cua cúm núm, con cúm núm nè. Đấy, trong đây lại có thêm một con cua nữa. Và bên đây nữa, lại là một thêm một con cúm núm nữa. Hầu như là mấy con cua nó hết chui vô mấy cái lỗ như thế này á các bạn. Giờ mình sẽ bắt ra nha. Rồi hiện tại là 2 giờ trưa các bạn. Và cái thử thách của mấy cô đã được gần 2 tiếng rồi, 1 tiếng 47 phút rồi. Bây giờ mình với lại cameraman là sẽ ăn trưa. Đây mình có đốt một đống lửa. Nấu nước. Wow. Mình với cameraman là sẽ ăn mì ly các bạn cho tiện lợi. Rồi mấy cô sau chuyến đi săn bắt ngoài biển thì mỗi thằng đều có một cái thành quả riêng nha bạn. Mình sẽ review cái chuyến săn của tụi nó xem bắt được những gì. Kế bên mình là con Tú. Con Tú thì nó đang đốt một cái đống lửa. Và sau chuyến đi săn thì nó bắt được nhiêu đây nữa bạn? 3 con sò huyết hả Tú? Đúng rồi anh. Con này con vẹm hả? Con này con ngao. Con gì không biết. Rồi mấy con vẹm xanh nè, rồi có con cua, rồi con cúm rồi các kiểu bạn. Nói chung là Tú được một mớ ốc với lại cua. Luộc hả em? Luộc hả? Vậy đây đủ no rồi. Nói chung là Tú là đi săn được mớ ốc với mớ cua và bây giờ là nó sẽ đi luộc. Ủa, nước ngọt hay nước biển à? Nước biển. Luộc nước biển hả? Mặn dữ à, chung được mặn dữ rồi nha. Tiết kiệm chứ anh. Đúng rồi. Rồi chín rồi mấy bạn ơi. Tại nó luộc nước biển, cái kết quả là nó sủi bọt nè. Ủa hết rồi. Nó rít chịch lên luôn rồi Tú ơi. Ừ, nhìn ngon quá. Trời ơi. Sầu két. Đó, con sầu huyết này nó có thịt thiệt luôn nè. Tưởng đâu nó tưởng đâu két không chứ. Nè, có thịt luôn đấy các bạn. Mà két không á Tú? Để em ăn thử. Có ăn là được anh. Chứ không có lấy cát được ra hả? Này là gì á, không phải cát. Nó hơi cát xíu rồi à. Mà nghe nó không có mặn, mặn nhiều. Con cua này sao? Ăn luôn. Bạn ơi Tú nó giống sinh tồn quá bạn ơi. Rồi tiếp theo là cu Hương. Chuyến đi sang bắt được những gì Hương? Hương bắt được một đống luôn, sò, vẹm, hến. Cái con này nó giống nó mới nở hôm qua quá à. Sò lông. Sò nhỏ dữ à. Hương khoảnh khắc sinh tồn nên phải gán cố gắng rồi. À, 2 con tôm tích cho nó né hồi còn sống luôn nha bạn. Wow. 2 tôm tích. Hương làm với món gì đây? Hương sẽ làm món tôm tích nướng. Còn cái đống nghêu sò, nghêu ốc hến nè thì đem luộc nước biển nha. Cái này nước biển chứ không phải là nước ngọt đâu. Nước ngọt của mình thì khá là nhiều các bạn, nên mình quyết định là uống một miếng thôi. Cái này mình nghĩ là uống cái lặng nắp nắp, chắc mình uống cái tầm chừng một tháng là xong rồi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ luộc nghiêu sọt hết luôn nha. Còn tôm tích thì mình sẽ đem nướng chui luôn nha. À, tôm tích của mình chín là luôn rồi nha mấy bạn. Nhìn khá là ngon đó mấy bạn. Nhưng mà khi mình nướng chín đó, nó nhỏ lại, nãy mình nhớ nó gấp đôi vậy nè. Nướng xong vỡ nhỏ lại luôn rồi. Rồi ăn luôn nha. Hai cái đuôi trước. Gà nghe tiếng rộp rộp luôn. Chứ. Ăn y như cọng gió vậy mấy bạn. Hay là chắc tại mình đói hay sao á. Ăn mùi vậy y như cọng gió vậy á. Bùi bùi, thơm thơm. Ngọt hạch luôn. Khá là ngọt hạch luôn á. Có cát không? Cát thì nãy là Hương ngâm nước rồi. Bây giờ là nó bớt cát rồi. Không có hả? Ăn được. Nó rộp rộp nhưng mà sinh tồn thì bình thường thôi. Không có gì phải thắng cái vụ cát hết đó mấy bạn. Rồi tiếp theo là cu Toàn. Buổi trưa nè em ăn gì em? Ăn mì gói anh. Em ăn mì chay hả? Đúng rồi. Nước em có 2 chai. 2 chai nhưng mà 2 chai nhỏ anh. Ủa? Không có mì à? Không đi sang hết ta ăn mì hả? Đâu em chơi chiến thuật là bảo toàn năng lượng. À, ở yên một chỗ không đi đâu hết. Đi đâu dễ mất nước lắm anh. Hợp lý, hợp lý. Mì có ăn hết không hay để dành? Lần ăn xíu hả anh, để dành nữa. Ồ.
Nói chung là toàn chiến thuật của nó là nó không cần đi sang hết bạn, bảo toàn năng lượng, ăn lần miếng mì uống miếng nước nha. Ok, người tiếp theo. Rồi tiếp theo là cu dĩ với bạn. Dĩ nãy có đi sang không em? Có ạ. Mà sao mà tay hồng không có con gì hết hả? Đúng rồi, vừa ra cái nước biển nó chèn lên, cái không có con gì hết. Rồi buổi trưa nay em ăn cái gì? Buổi trưa nay em ăn aquafina. Bự dữ ăn hết không? Tợ. No luôn á, bao no luôn. Wow. No chưa? No. Vậy thôi hả? Cái này phải bảo toàn năng lượng. Nói chung là thanh niên này là nó đi sang mà nó ra bảo toàn năng lượng gì. Nãy giờ em thấy em đi vòng 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 rồi, đó là tốn năng lượng rồi. Rồi người tiếp theo chính là người cuối cùng, đó chính là cu An các bạn. Ở đây bị gì gió rất là lớn luôn, có tiếng ồ ồ các bạn không cảm nha. Sao chuyến đi săn thì em săn được những gì? À bên đây anh ơi. Ờ bắt nhiều dữ à. Con này con giống ốc quần hồ quá à. Không phải đâu anh. Ồ, ốc luôn hả? Em không biết con ốc đó ốc gì nữa. Em mò mò cái nó có luôn à, bắt được. Đây ngay nó bắt được ốc khá là đẹp luôn bạn, không phải bường hồn nha. Rồi à, mấy con cúm. Ủa sao giống vậy, thằng Tú à? Em với nó trúng mánh à anh. Hai vô... đứa hai đứa đi chung hả? Dạ vô cái lưới á, mấy cái lưới mà người ta bỏ lại á, vô đó cái mình mà ta dỡ mấy cái lưới lên là được về. Nó nằm ở dưới cái lưới. Dạ, dỡ lên. Nó bám vô lưới hả? Dạ, đó luôn á. Mấy con mèm xanh đấy hả? Dạ, thì đúng rồi. Rồi hả? Ok, luộc nước biển luôn hả? Không, em không giống Tú đâu. Nước biển là không tốt. Em đem đi nướng. Nướng? Dạ. Nướng từng con luôn. Nướng từng con ăn từ từ anh. Ok, nói chung là mỗi đứa nó đều có một chiến thuật riêng nha bạn. Như Tú là nó sử dụng nước biển để nó luộc, còn ăn thì nó nướng từng con. Mà nướng nó hơi bị đen xíu nha. Nhưng không sao, sinh tồn mà, ăn tốt hết. Wow, miếng thịt bự kìa. Mình bắt rồi phải bắt những con vẹm như thế này nè, ăn mới béo. Để mình dục cứt nó ra. Thì miếng rồi. Ăn không? Nó dai dai nè. Ngọt thịt. Và có một tí két mấy bạn. Nhưng mà mình cũng sẽ cố gắng mình ăn hết luôn mấy bạn. Sinh tồn mà. Với 10 triệu nữa. Tăng cua. Cua này là lột vỏ luôn rồi. Ồ, nó béo mà nó dở nữa. Được dở dở lắm mấy bạn. Hiện tại trời cũng đã chiều mấy bạn, biển đang khá là lớn luôn rồi nên không thể nào ra ngoài đó săn mắt hay lợm được, nên mình sẽ đặt cọc gió trong bờ và đi hái rau nha mấy bạn. Đây theo như mình được biết thì cái này là rau sam nha, có thể ăn được. Cái này đang ở trong khoảng hắc sinh tồn nên có lẽ là mình sẽ bứt hơi bị nhiều để dành về ăn nha. Này để đào lên cho mấy người xem. Nó như thế này nè. Lá này, cái này hơi già một xíu. Đó. Cái này non eo luôn nha mấy bạn. Vô luôn. Đào tiếp thôi. Rồi ok, bây giờ mình sẽ đi săn đêm nha mấy bạn. Và chiều này nước hơi lớn nên mình chủ yếu là mình đi bứt rau thôi. Bứt rau, rau sam á. Giờ mình sẽ đặt đẩy nha. Đây. Trong cái xô này là có đầy đủ luôn, ốc nghêu các kiểu á, tụi nó ăn nó dục á, mình gom là được. Trong cái xô này mình dùng cái này để giờ mình đặt bẫy rồi. Ok, đầu tiên là mình sẽ đào một cái hố, sau đó mình sẽ lắp cát xuống nha. Đó, bằng phẳng với lại cái mặt cát luôn mấy bạn. Cầm gió nó đi ăn đêm á, nó đi nó nghe cái mùi thức ăn cái kiểu á, nó lại nó nhảy xuống đây cái nó ăn cái nó đâu đi lên được đâu. Cái hùng này nó há là trơn luôn á. À, vậy là 2 tiếng trôi qua kể từ thời điểm đặt bẫy nha mấy bạn. Bây giờ mình sẽ đi hầm thử coi dính con nào không. Rồi đèn đây rồi. Rồi. Nhìn đói luôn mấy bạn. Không dính con nào hết. Này mình để bẫy đây luôn đi. Để tới sáng có khi cũng dính con nào. Giờ vô trong ăn rau kia để uống nước thôi. Rồi hiện tại là 9 giờ tối mà. 9 giờ tối và cái khách được hơn 9 tiếng rồi. Hiện tại là nước biển nó đang dâng lên rất là cao và tụi nó không có đi bắt hải sản các kiểu được, nên tụi nó chọn phương án là bảo toàn năng lượng. Ở đây có tất cả là 5 đứa và 4 đứa là tụi nó đã chọn phương án là không săn bắt gì hết các bạn. Tụi nó ngủ hết rồi, nó không uống nước, không ăn gì hết luôn, nó bảo toàn năng lượng. Sau khi 27 thì cái bẫy của mình không dính con nào mấy bạn.
nên tối đây mình ăn chay nha. Cái rau xa mình hái buổi chiều cả đống luôn, mình cho lên bếp luôn nha. Còn cái ca này thì mình sẽ chế nước vào, chế một chút nước vào, sau đó mình bỏ đường vô nha. Cái này là đường dành cho uống cho nó có năng lượng đó mấy bạn, đỡ đói nữa. Sau đó mình bắt lên bếp luôn. Sau vài phút chờ đợi thì rau của mình chín luôn rồi nha, sôi ùn ụt luôn mấy bạn. Bây giờ mình sẽ review thử cái rau nha. Cái này hơi dài chút xíu, có này có con hoa luôn nè. Cái này mình luộc vào nước biển nên hơi mặn chút xíu, nhưng mà bù lại khỏi bỏ gia vị mấy bạn. Hơi đắng đắng nhưng mà sinh tồn mà, đâu có phải thắng cái này. Nước đồ nha. Khá là ngon, mình cảm thấy chàng này năng lượng luôn, tối này cũng ngon à. The next day. Hiện tại đang là 7 giờ sáng mấy bạn, mình sẽ đi hầm bẫy nha. Bẫy hôm qua không có con nào á, thì vào bây giờ sẽ được ít nhất một con, còn nếu không thì mình sẽ đi tìm thử cái mật chích đuối hay gì đó ở ngoài biển không. Chứ hôm qua tới giờ là lúc chiều là mình chỉ ăn toàn là rau không à. Cái hụn mình đây. Và ôi lại chúa, mình có 3 con luôn mấy bạn ơi. Không thể tin nổi luôn. Làm gì mà nó im ru quá nè. Với bộ chết nè. Không sao, sống chết không quan trọng, mình được 3 con lắm mấy bạn ơi. Không thể tin nổi luôn. Không ngờ cái bẫy của mình cũng có tác dụng lắm mấy bạn. Ở trong bờ như thế này là ưa có mấy con ốc nó dẹp vào bờ nè mấy bạn. Đây tụi mình thấy cái loại ốc này nó nhiều lắm, nó có cái đám rêu bù quanh với lại con ốc như thế này. Đây cái này cũng còn con nè, không biết là còn ăn được hay không nữa, mình cứ lụm về hết luôn nha. Ở đây cũng có một con nè mấy bạn, khá là nhiều luôn á. Rồi trời sáng rồi mấy bạn ơi, và cái khách của mấy anh cu đã gần được 20 tiếng rồi nha, 3 phút nữa là được 20 tiếng. Và tụi nó vẫn có những thằng có những chiến thuật rất là lạ luôn. Với đằng kia các bạn thấy đây là liều của thằng Dĩ nha bạn, nhưng mà thằng Tú lại qua đây ở. Ủa sao tự nhiên em qua cái sân của thằng Dĩ em ở à? Đây mát liều nắng quá. Có đây có bóng cây mát hả? Còn liều em thì buổi sáng nắng quá hả? Nắng quá. Rồi sáng nay có tính ăn uống gì không? Không. Bảo đảm năng lượng hả? Có mì không? Em chỉ có nước thôi. Đúng rồi. Dạ, em ngủ thôi. Mà ngủ tới giờ mới dậy luôn hả? Nói chung là tụi nó quyết định là cái chiến thuật gọi là bảo toàn năng lượng nha. Dưới đây là liều của con Dĩ, hình như là nó đang ngủ trong đó. Sợ tụi bay nó hôi kìa, y như là cái chuồng vậy á. Bích chân kính vô hôi gình nè. Nó nằm như chết luôn nha bạn. Dĩ thì nó cũng giống Tú nha, nó chỉ có nước thôi, nó không mua mì. Có tiền không mua mì, nó hết mua nước để chơi chiến thuật ngủ. Và ngủ thôi. Ở phía bên đây là cụ An. Sáng nay em có tính ăn sáng hay săn bắt hay lộm gì không? Sáng nay cho em uống một ngụm nước thôi. Anh thấy em có bị gói mà. Có, em để trên này em đói lắm em mới ăn. Tức là vẫn còn chịu được là vẫn còn uống nước hả? Dạ. Nói chung là mỗi thằng đều có một cái chiến thuật riêng nha bạn. Có mì không thèm ăn, uống nước. Rồi bé Toàn sớm ơi, có ăn sáng hay là uống nước gì không? Có, anh ăn mì tiếp. Bảo tới Toàn ăn mì. Đúng rồi. Mì em còn khoảng hơn nửa gói mà. Nói chung là cứ tới bữa hiện tại nó ăn miếng mì uống miếng nước nha bạn. Tội thì nó đơn giản, cứ tới bữa ăn thôi. Rồi cuối cùng là cô Hương. Trong lúc mọi người vẫn còn ngủ thì Hương đi săn bắt hay lộm hả? Đúng rồi, đi lộm mấy con mực ốc gì chết đuối. Wow, mấy con này mấy con gì quá trời luôn nè. Mực chết đuối này, hết đát này, này chắc đi vụ còng gió thôi. Đi anh đi câu đâu được á. Còn mấy này lên đên trên biển hay dạt cái bờ nhiều lắm. Ủa nó to dẹp ở trong bãi biển luôn hả? Có luôn. Có con này nó hở miệng luôn kìa. Mở thử coi có gì trong đó hả? Ủa đâu hả? Ủa nó gấp lời vậy đó, nó còn nó sống gấp lời. Nó còn sống. Nó hở mấy bạn ơi. Wow, nó còn sống luôn á nha mấy bạn. Hay hả? Lùm được một củ hành. Trọng hả? Hành to dẹt. Với lại một bịch bánh. Không biết ăn được hay không. Coi hạn sử dụng coi.
hàng tiêu dùng in tên Hùng. Thôi được rồi, dục đi. In tên Hùng. Ăn hết hàng tiêu dùng là đau bụng à. Cứ để đây tạm đi. Thấy có gì đen đen dưới đó kìa. Ừ, thôi đó, ăn cộng. Con này con ghẹ. Chết sống không? Chết rồi. Chết là mồi luôn hả? Là mồi để dụ gồng gió thôi. Nước ra thử con điên này coi. Với lại cái đặc biệt là bảy hương bắt được 3 con. Ủa, cái bảy gớt được 3 con còng gió hả? 3 còng gió. Không biết tối để chiến tranh hay gì á, im ru luôn á. Nó quýnh nhau hả? Quýnh nhau hay chừng tay rớt quá trời luôn. Không có tin nổi luôn á. Cái bảy đơn giản vậy bắt được còng gió. Hay à. Sáng giờ Hương có không tin luôn á. Wow, nói chung là một cái bẹo sinh tồn mới nha. Vậy là sáng nay là Hương nó sẽ có là còng gió nướng rồi ốc nướng nữa. Còn mực thì dùng để đặt bẫy tiếp. Đúng rồi. Ok, chiến thuật khá là dữ dàng nha bạn. Bây giờ mình sẽ chuẩn bị đồ ăn sáng nha. Ốc này thì mình đem đi luộc. Còn mấy con gió này thì mình đem đi nướng. Buổi sáng thì mình tiếp tục uống nước đường nha. Đây, nó như thế này nè. Cái loại này mình hình như mình là mình chưa ăn bao giờ luôn á. Nhìn nó ha, thịt nó há giống con vẹm luôn á. Ok, loại bỏ đắt cát ra. Mình review thử luôn nha. Mặn mặn ngọt ngọt. Được. Này mình cũng tiếp tục luộc vào nước biển luôn nha. Chứ luộc vào nước ngọt này hơi phí nước. Vậy là luộc vào nước biển nó mặn mặn, dễ ăn. Tình hình là mình thấy nước biển nó cũng đã cạn rồi nè các bạn. Đây. Nó cạn được phía bên đây. Và bên đây thì tí nữa mình nghĩ là nó sẽ cạn luôn. Nên mình với anh Tú quyết định là ra ngoài đây kiếm xem coi có hải sản gì không, để cho bữa trưa có đồ ăn nữa nha các bạn. Sau một hồi mình đi á thì rất là xa luôn các bạn. Thì mình lại một cái đăng của cái anh này nè. Đó, anh chủ đăng. Và cái đăng này là chưa thu hoạch luôn nha các bạn. Và mình thấy được một điều rất là kỳ lạ luôn. Đây đây. Một con cua biển siêu to khổng lồ. Wow. Đây. Hánh hằng thiên địa ơi. Cua biển á các bạn. Nhưng mà mình không được bắt đâu nha các bạn. Đây là cái đăng của ảnh và con cua biển này là của ảnh. Trừ khi mình xin kìa, chắc mình bỏ khoảng 300-400k thì mình mới xin được con cua đó về mình làm sinh tồn. Thôi. Chỉ biết nhìn thôi. Còn bây giờ thì mình sẽ đi chỗ khác mình kiếm rồi. Rồi hiện tại là hơn 1 giờ trưa và thử thách của tụi mình đã được 25 tiếng nha bạn. Hồi sáng này là khoảng 10 giờ mấy 11 giờ thì nước biển nó cạn á, nó rút thì tiền nó rút á, thì cả đám tụi nó đi săn. Và mỗi người đều có kết quả hết nha bạn. Đầu tiên mình sẽ review xem là buổi đi săn của ăn có dây. Ê, giống cua lông quá hả? Không, cúm núm anh. Ủa? Con cúm này đang lột. Mà nó chân nó có lông kìa. Ủa em, cái đó em cũng không gành nữa. Là ăn nó bắt được một con cúm núm gì nè, đây con nữa. Con này con ghẹ. Rồi, sò lông. Sò lông. Gì này quên rồi. Ốc mỡ. Ốc mỡ. Rồi, chép chép. Hết rồi. Mấy con này đã bám vô lưới hả? Dạ. Thấy con này sò lông luôn hả? Sò lông nó chết hoài cạn, chết cạn anh. À. À, đầu tiên thì mình sẽ bỏ nước biển vào trước nha các bạn. Chứ bỏ nước biển vào đây á, thì mình luộc lên mình ăn mấy con hải sản nó rất là mặn. À, tức là luộc bằng hơi nước đúng không? Dạ, đúng rồi anh. Sau đó thì mình dục cái này vào. Đúng rồi. Rồi, tiếp đến là mình bỏ hết hải sản của mình vào luôn. Ê, con tôm kìa. Quên nữa, quên review nó tôm súng lục. Ồ, hai ba con luôn. Nó em dở mấy cục đá lên là thấy à. Wow. Con này tập tạ gì tay đã chứ hả? Tôm xuyên quay. Xuyên quay tay. Dạ. Nó bún luôn. Ồ. Ê, có thêm con ốc nè, không biết ốc gì nè. Nhìn các bạn không có thịt gì hết nè. Con nhìn hơi ghê á. Nhưng không sao. Luộc luôn. Rồi hết. Em luộc hết. Hai con tôm luôn. Em hướng về cua nhiều hơn anh. Có nhiều nữa bạn, có hai con tôm. Con này con tép chứ không phải là tôm. Ô nó bắn. Ô dữ à. Không sao thì giết. Ô quên. Em tưởng con nó chết rồi. Rồi đậy nắp lại. Cái bếp lửa đó là mình đốt lên để sửa hơi ấm thôi nha các bạn. Mình là mình có bếp cồn, mình chơi bếp cồn chứ. Dạng như là ăn nó sẽ nấu nước biển bốc hơi lên và nó sẽ làm chín mấy cái con ốc ngay giữa, cái nồi ngay giữa nha các bạn. Tại vì nước biển rất là mặn, nếu mà luộc vào nước biển thì khá là mặn nha. Đó, hấp cá thủy. Wow. Nhìn hấp dẫn phải. Rồi đây đây đây, mình thấy được con tôm rồi nè các bạn. Để mình review mình ăn thử con tôm súng lục nó ngon hay ngọt hay sao nha các bạn. Xem như thế nào.
Đây. Bự chứ bộ. Được rồi. À, cái này là chắc là gạch của con tôm á các bạn. Mình ăn vào thì mình cảm thấy là ngọt nè, ngon, nói chung là ok á. Tiếp theo là mình sẽ ăn thử con vẹm. Hôm qua là mình có ăn con vẹm nướng và hôm nay mình luộc vẹm để xem mình luộc với nướng coi cái nào ăn ngon hơn. Đây, lên đây, lên đây. Mình vẹt ra. Đây là con vẹm của mình. Thịt nó nhiều lắm các bạn. Hình như mùa này mùa vẹm á, mình đi đâu mình cũng thấy vẹm không à. Và đây là mình biết là phần két của nó nè. Mình dục ra, sau đó thì nút. Mình ăn vào mình cảm thấy là ngọt à, ngon. Với lại nó không có mặn đó các bạn. Nó ngon hơn hôm qua nướng nữa. Hôm qua mình nướng á, mình ăn vào thì mình cảm thấy là rất là khát nước. Còn mình ăn cái này vô thì mình thấy mọng nước á. Ok á. Nói chung là buổi trưa thì mình chỉ ăn như thế này thôi. Ăn xong rồi mình sẽ đi ngủ. Giờ ấy dưỡng sức cho buổi chiều rồi mình ăn mì. Chiều nay là mình nghĩ là nước biển đâu cạn đâu. Rồi tiếp theo là cu Hương. À, chiếc đi săn của nó thì mình thấy bắt được có con cá luôn nè các bạn. Với lại tôm tích luôn. Với lại mới nghêu sọt hết. Ủa không có cua á Hương? Hương chủ yếu săn tôm tích thôi. Nhưng hôm nay săn tôm tích hơi hắc bát chút xíu. Để có con hả? Con gì nhất à? Con cá này ở đâu? Cá thì thấy nó ngáp ngáp thôi Hương lụm luôn. Ủa nó bị gì nó ngáp ngáp? Nó dính đồng lưới á, nó ngáp ngáp á. À nó dính trong cái đăng của người ta hả? Mấy cái đăng mày đó. À giờ nó bắt tôm đăng đúng không? Đúng rồi. Vậy như là tôm đăng là người ta chỉ bắt cá lớn các bạn. Còn mấy con cá mà nhỏ nhỏ luôn là người ta bỏ. Mấy con này chỉ dính cái răng thôi là người ta không có bắt các bạn. Rồi vậy là trưa nay Hương ăn món gì? Trưa nay Hương sẽ ăn cái đám này đem đi luộc lên. Chút có nấu mà ăn sao. Còn cái này, tiếp tục ăn rau như cũ. Sâm biển. Sâm biển. Rồi giờ lên luôn. Luộc nước biển luôn hả? Luộc nước biển luôn. Mặn lắm á. Không, nó chín rồi, nó sẽ ngọt ngọt mặn mặn, khá là ngon á. Ok, nói chung là mỗi người đều có một cách hưởng thức riêng các bạn. Nó gọi là ẩm thực sinh tồn. Sinh tồn thì hôm qua tới giờ mình toàn ăn đồ luộc, luộc cái đồ nướng rồi mấy bạn. Nên hơi ngán. Hôm nay mình sẽ quyết định làm một cái món gì đó hoặc là ngon ngọt. Đây là cái mớ hải sản hồi nãy mình đem luộc nè. Bây giờ mình sẽ làm một cái món canh nha. Cái này là cái củ hành hồi sáng mình đi dạo biển mình lượm được. Mình lấy phần bên trong thôi. Tại bên ngoài nó dính nước biển á. Và tiếp theo là rau sam. Miếng sắt nhỏ nhỏ luôn. Sau đó là con cá mình mới luộc nha. Mình lấy thịt nó mình cho vô luôn. Tôm tích. Và cuối cùng là vẹm vàng. Rồi bây giờ mình cho nước ngọt thôi nha. Này là nước ngọt. Chứ nước mặn thì canh là hỏi húp luôn mấy bạn. Mấy cái hải sản này thì luộc nước mặn nó mặn sẵn rồi mấy bạn. Nên mình chỉ cần bỏ đường rồi vô là được rồi. Nguyên liệu duy nhất của mình chính là đường. Ok, canh của mình đã chín luôn rồi nha. Còn là cái canh thì người ta là review cái nước mấy bạn. Mình sẽ múc thử miếng nước review. Khá là ổn luôn á. Mặn mặn ngọt ngọt. Mặn là do cái hải sản mình luộc cái nước biển rồi bạn. Ngọt thì mình bỏ thêm miếng đường. Rồi mùi của hành. Mùi hăng hăng của lá sâm biển đó mấy bạn. Khá là ngon luôn á. Review hải sản cái kiểu nha. Y như trên một tầm cao mới luôn mấy bạn. Đồ sinh tồn mà nướng với luộc khá là bình thường luôn. Cái này là tuyệt vời luôn. Bây giờ mình sẽ ăn hết cái mớ này. Rồi vô liều ngủ một giấc để dành giữ năng lượng nha. Rồi tiếp theo là bé Toàn. Trưa nay bé Toàn ăn gì em? Mì gói tiếp tục anh. Vẫn tiếp tục mì gói ha? Đúng rồi. Để mình review thử cái còn nhiều không? Còn có một cục một thiếu anh. Đây nó còn cục cuối cùng nha bạn. Cục này anh nghĩ là không ăn là tới chiều em. Nếu các bạn tiết kiệm thì anh chỉ cắn nữa thôi. Nước thì còn phải bao nhiêu? Còn nhiều không? Còn khoảng nửa chai anh. Dưới đây nữa là hết rồi hả? Ừ. Wow, Toàn nó chỉ còn có khoảng hơn nửa chai một tí. Bạn chai kia là uống hết rồi nha. Ăn mì này nó tốn nước lắm em. Nó khô anh. Ừ, hết nước lắm. Nói chung là Toàn là chỉ cần nó đơn giản là cứ nằm bảo toàn năng lượng. Ăn mì, uống nước thôi nha các bạn. Không cần đốt lửa, không cần than quắc gì hết luôn. Rồi tiếp theo là cu Dĩ. Sau 20 tiếng nằm ngủ không có đi săn bắt hái lợp gì hết thì hồi sáng này là 9-10 giờ thì nó đi theo đội của Hoàng An với lại Tú thì nó cũng được mới nha bạn. Nó được hai con cá nha. Con này thì Hương nó hay câu được nè, cá bay biển nè. Với lại một con cá đối. Rất là bự luôn.
với lại mấy con vẹm xanh rồi mấy con ốc rồi các kiểu. Không có cua hả? Không anh. Hai cá này bắt đâu ạ? Hai cá này em chưa đăng người ta bắt á. Mót đăng hả? Đúng rồi. Rồi cuối cùng là cu Tú các bạn. Tú thì nó đi đám với lại ăn với lại vậy. Thì thành quả là mình thấy nó bắt được khá là nhiều luôn. Cái này nó bắt tung đăng luôn hả Tú? Tung đăng với vỏ đá lên. Đây. Nãy là nó bắt nhiều nhất luôn bạn. Một đống mấy con nghêu, sò, ốc hến gì một đống luôn. Con này là mấy con do nó chọn lọc ra ăn cho buổi trưa hả? Đúng rồi anh. Rồi thấy là có con cúm nè, cúm con nè, cúp khổng lồ luôn các bạn, càng nó bự bằng cái tay mình luôn. Một con tôm tết, hai con tôm súc lục, một bầy nghêu, ủa ba tôm súc lục luôn, tự nó mới nở luôn kìa. Rồi có ba con cá nha, một con cá dẹp, một con cá dài, với lại con cá này nó bị ký sinh gì đó bạn, nhìn ghê quá, nhìn cái bảo đây nó bị con bọ gì nó bám vô đó bạn, mình để gấp ra nha, trời ơi nó cứ ngắt luôn á. Ăn được không anh? Không, bọ này ăn gì đây. Bỏ được cái lá mình review cho bạn xem. Và nó bám vô cái đũa luôn rồi. Trời ơi. Nó xé cái miếng vảy của con cá luôn nè. Con bọ. Con ghê quá. Con bọ nha các bạn, đây là con bọ nó ký sinh vô con cá nè. Mình sẽ hạ nó về với đống lửa. Ghê, ký sinh người ta, ghê vãi. Rồi hiện tại là 5 giờ chiều và cái khách của tụi nó đã được 28 tiếng 44 phút rồi các bạn. 28 tiếng và buổi chiều thì nước nó không có cạn các bạn. Thủy triều của cái háng này là nó cạn lúc 10 đến 12 giờ sáng và khuya thì nó cạn lúc 1 đến 2 giờ khuya các bạn. Buổi chiều là không có cạn nên không có săn bắt gì ngoài biển được hết. Và mình tình hình là mình thấy là bên lều của con Tú là nó ngủ với bạn. Nó ngủ để bảo toàn năng lượng, nó ngủ, không có săn bắt gì hết, ngủ. Cái quái đờ heo từ hôm qua tới nay nó uống có một miếng nhiêu đây nước thôi các bạn. Uống có nhiêu đây nước thôi. Tú hình như nó định chơi khô máu hay sao, nó uống rất là ít nước. Mỗi lần uống một nắp hay sao á. Rồi tiếp theo là cu Hương. Hiện tại là Hương là nó cũng đi ngủ từ trưa tới giờ luôn hả? Đúng rồi. Trưa giờ là mình thấy nó nằm như vậy không bạn, nó không ra khỏi lều luôn. Lượng nước của cu Hương nó chỉ còn nhiêu đây hả bạn? Nói chung là càng đi săn bắt nhiều, càng hoạt động nhiều thì bù lại là sẽ càng uống nước nhiều nha. Nói chung là Hương nó uống hết nhiêu đây nước rồi. Rồi tiếp theo là cu Toàn. Anh Toàn thì mình thấy là nó đã uống sạch nước rồi các bạn. Uống hết nước, hết mì luôn em. Hết rồi, nãy mà ăn hết rồi. Không còn biết dụng rồi luôn. Rồi có phát biểu gì khi hết nước hết mì không? Đầu hàng anh. Phát biểu là đầu hàng hả? À? Nói ủa chung là toàn là từ hôm qua tới nay là nó chỉ việc nó cắm trại và cắm tại chỗ thôi bạn. Ăn mì, uống nước. Rồi hết lương thực thì phát biểu là đầu hàng hả? Đúng rồi, bụng nãy giờ nó cứ khó chịu sao? Đói. Đói quá à. Đói ngọt ngọt. Đúng rồi. Ok, nói chung là toàn đầu hàng nha bạn. Toàn sẽ đầu hàng ở 28 tiếng 47 phút là toàn đầu hàng. Toàn nó chỉ sử dụng một gói mì và hai chai nước được 28 tiếng thôi nha. Rồi tiếp theo là cu Dĩ. Nó thì nó cũng ngủ từ trưa giờ luôn các bạn. Trưa giờ mình thấy nó cứ nằm đây, nó không có đi đâu hết. Nói với Hương y nhau. Đây nó còn chai nước lớn như đây nước nha các bạn. Tức là nó uống hơn nửa chai rồi. Còn như đây, vậy là mình nghĩ là nó trụ khoảng ngày mai nữa là nó tạch rồi. Hết nước là tạch nha các bạn. Rồi, người cuối cùng chính là cu An. Em có hỏi xô nước với đồ ăn cho các bạn cùng xem không? Đây. Chai này là rỗng rồi. Hết rồi. Là còn một chai này là chai cuối cùng. Dạ. Chiều nay em ăn mì. Ủa mì là vẫn chưa đụng vô luôn. Chưa. 28 tiếng rồi chỉ đi săn bắt thôi. Dạ. Giờ bắt đầu xài nè, tại vì là em có coi lịch là khuya này mới bắt đầu cạn. Đúng rồi. 1-2 giờ sáng. 1-2 giờ sáng mới bắt đầu nó cạn. Dạ. Là bây giờ là không săn bắt nữa mà bắt đầu chỉ sang cái chế độ gọi là ăn mì. Ăn ăn xíu rồi ngủ. Chiến thuật của em là gì? Chiến thuật của em thì hết tài sản, ôi lộn, hết thức ăn thức uống thì thôi, hu thôi chứ sao. Mà bây giờ chiến thuật là có bảo toàn năng lượng hay là gì các kiểu không? Không, hết thì hua à. Vậy hả, giờ cứ ăn dính hết dạ, hua. Dạ, đó vậy á. Nói chung là mình thấy là, mình nghĩ là đối thủ của thằng An sẽ là cu Tú các bạn. Tú nó còn rất là nhiều nước luôn, nó còn tới, hồi không nói ra được. Chiến thuật của mỗi người khác nhau nha. Dạ. Ok, nói chung là 28 tiếng chỉ có toàn đầu hàng thôi, còn lại 4 người. 2000 years later.
À, hiện tại mọi người đang ngủ để bảo toàn năng lượng mấy bạn. Còn mình tương tự như hôm qua, mình tiếp tục đi săn đêm nha. 7 hồi sáng này là mình bắt được 3 con khá là thành công luôn. Nên mình tiếp tục đặt 7 như hôm qua. Đây, mồi hôm nay mình khá là xịn luôn. Mực, sò, ốc hến các kiểu. Khá là húi luôn, camera mẹ nhăn mặt kìa. Bởi vậy, mồi này khá là nhại luôn. Mình nghĩ là hôm nay chắc bắt được 50 con. Rồi, đào hố thôi mấy bạn. Ok, xong luôn nha mấy bạn. Này mình để khoảng chừng vài tiếng nữa mình ra hâm. Nếu không có thì mình quýnh dắt tới sáng. Sau đó ra hâm một lượt luôn. Hy vọng sẽ được nhiều nhiều. The next day. Rồi lại thêm một buổi sáng với bạn. Và cả đám tụi nó là vẫn còn ngủ. Đây dương Tú là nó vẫn còn ngủ. Hình như là chiến thuật của Tú là nó để dành năng lượng để ngủ. Bên thằng An với lại thằng Dĩ nó cũng vẫn còn ngủ luôn. Chỉ có thằng Khương là nó dậy sớm, nó quyết định đi hâm 7 cục gió hả? Đúng rồi. Hôm nay mình sẽ đi theo nó thử xem là 7 cục gió của nó là như thế nào các bạn. Bữa là bảo đi thôi. Hôm nay mình sẽ theo coi. Cái 7 của Hương hả? Đúng rồi. Cái xác con gì đọc đó ghê quá hả? À. Cái này là con mực. À, trong hố của Hương thì có xác con mực hả? À. Xác con mực. Húi ghê quá hả? À. Chứ nó từ hôm qua tới giờ. Còn con cục gió này rớt vô hả? À. Chết ngắt rồi. Từ con à. Không biết mấy con cục gió nó rớt vô bị gì đó, Hương nó chết hết à. Chắc nó hát nước mấy bạn. Anh nghĩ là nó leo lên cái hành cái nó leo cái kiệt sức cái chết á. À, hiện tại thì mình đã uống hết 1.5 chai rồi nha các bạn. Và tình hình thì mình phải tung chiến thuật ra thôi. Chứ để uống chơi lâu bền với tụi nó là phải tung chiến thuật ra. Đó chính là lọc nước. Và đây là những nguyên liệu lọc nước của mình nè các bạn. Gồm có là một hũ nhỏ nhỏ như này là hũ làm bánh lăng nha các bạn. Và đây là một cái chén bạn bọc thực phẩm. Còn mấy cái này là chỉ là vật dụng để giúp đỡ thôi các bạn. Không có gì cầu kỳ lắm. Và đầu tiên, đây nữa, quên. Nguyên liệu chính của mình, nước biển. Nước này là không uống được nha các bạn. Đây, có muối quá trời luôn à. Có muối cũng không sao. Tại vì mình lọc á, nước nó bốc hơi lên hết rồi. Muối nó không có bốc hơi heo. Và đầu tiên á, thì mình làm như sau. Lấy một cái ly ra, một cái chén ra như thế này. Lấy một cái nắp chai. Múc cát. Cho nó nặng á các bạn. Để nó đỡ cái miếng này của mình ở trên. Chứ mình để không á thì nó sẽ trôi. Sau đó mình sẽ chế nước biển vào. Tiếp theo là mình sẽ bỏ cái ly này lên trên. Đấy. Và cuối cùng là dùng màng bọc thực phẩm này bọc nó lại. Bọc cho nó sát luôn nha các bạn. Phải căng đói ra. Rồi cái bộ lọc nước của mình đã xong rồi nè các bạn. Cuối cùng là mình để cục đá vào. Nó sẽ tích tụ ở giữa. À, cái nguyên lý hoạt động của cái bộ lọc nước này á, là mình sẽ đem ra ngoài ánh nắng bầu trời. Sau đó nó sẽ ánh nắng bầu trời á, nó sẽ chiếu vào cái ly này các bạn. Và nước bên trong á, nó sẽ bốc hơi lên. Muối thì sẽ nó nằm tại chỗ. Nước bốc hơi lên và nó sẽ tích tụ lên đây nè. Mấy cái nè màng bọc thực phẩm như thế này. Rồi nó sẽ chảy vào trong cục đá. Rồi nhiễu xuống dưới. Và trở thành nước ngọt nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ làm tiếp tục với... Ở đây mình có là 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mình sẽ làm 6 cái chén này. Làm hết luôn. Và chỉ chờ có nước nữa thôi. Rồi hiện tại là hơn 1 giờ trưa. Và cái thử thách này đã được gần 49 tiếng các bạn ơi. 48 tiếng 55 phút. Cả đám tụi nó là không có đi săn bắt hái lượm gì được hết nha. Do Trang đang chuẩn bị tròn. Nước mặt nước rất là cao luôn. 2.2 lượng không có đi săn bắt ngoài biển được nha các bạn. Và bây giờ là mình sẽ quay review tổng kết từng người. Đầu tiên là cô Tú. Đây là cô Tú là nó ngủ từ sáng tới giờ luôn các bạn. Nó không ra khỏi cái lều luôn. Nó hồi sáng này mình thấy nó ngủ phía bên kia, hôm nay nó đổ phía bên đây thôi. Và lượng nước còn lại của nó là 1.5 chai nha các bạn. Đây, mực nước tới đây. Nó còn khoảng 1.5 chai. Nói chung là nó rất là tiết kiệm luôn á. Khá là bá đạo luôn. 49 tiếng mà nó chỉ uống có nửa chai nước thôi. Và hiện tại là nó bảo toàn năng lượng bằng cách ngủ. Rồi tiếp theo là cô Hương. Sống trong lều ngồi ngoài Hương nắng hả? Cái lều đang nóng như cái lò anh. Cái ngồi nắng nó chiếu vào kìa. Trời cắm trại bị nắng hả? Rồi hiện tại là thấy Hương hình như hết nước rồi nè. Còn chút xíu nước. Rồi Hương hết nước rồi. Hôm qua thấy Hương gạt hết nước, giờ là hết luôn rồi. Giờ là hết luôn. Rồi hết luôn hả? Không còn cơ hội nữa rồi mấy bạn. Tại vì lúc mà giọt xong đồ á, có 5 phút đồng hồ à, mình quên lấy mấy bọn thực phẩm rồi ca nhựa các kiểu để lọc nước. Nên giờ là có chừa là miếng nước này thì cũng thua à.
lên Hương Diệu Hồ này luôn. Hương Đậu Hàng hết chịu nổi rồi, hết nước rồi. Nói chung là mình cho là mỗi người muốn lấy gì lấy trong thời gian 5 phút. Kết quả là Hương không đủ thời gian để nó lấy được những cái cần thiết để dành lọc nước các bạn. Tại vì cái này thực ra cũng chỉ là cắm trại thôi, nên đem đủ cái đồ dùng để cắm trại. Và kết quả là Hương tạch bị hết nước ha. Đúng rồi. Vậy là Hương tạch ở phút thứ 48 tiếng 59 phút, nghĩa là gần 49 tiếng nha các bạn. Wow. Với 10k Hương cắm trại được 49 tiếng. Ok, tạm biệt Hương. Chúc may mắn lần sau. Ok anh. Tiếp theo là cái lều của thằng Cu Dĩ nha các bạn. Và lượng nước là còn như đây. Khoảng 1/3, còn khoảng 1/3 chai nước. Rồi có phát biểu gì không em? Rồi vậy phát biểu rồi cái kiểu thôi. Còn nước là còn chơi anh. Còn nước là còn chơi hả? Đúng rồi. Không ăn hả? Giờ biển nó ngập quá, không có kiếm ăn được. Sao không đi hái rau gừng hay là bắt kiến, bắt cua vậy thử coi? Không. Còn nước, mà còn cơ hội sống. Cơ hội. Rồi cuối cùng là Cú An nha. Vậy là còn có khoảng vậy là giờ chỉ còn có 3 người chơi đó chứ là Tú, Dễ với lại em thôi á. Dạ. Em lương thực, thực phẩm là cái kiểu còn bao nhiêu? Dạ, em còn... 3/4 nè, thì em bể hết nửa rồi một à. Chút rồi. Giờ bây giờ em sẽ bắt đầu ăn nửa còn lại và uống miếng nước. Ủa? À gần hết nước rồi đúng không? Cái này hết. Còn nhiêu đây là hết rồi đúng không? Dạ. Nửa chai nữa hết nước rồi. Vâng. Và mì là còn 3/4. Dạ. Bây giờ ăn thêm 1 phần nữa. Ừ. Là còn 2/4. Đó. À, tối với mai. Wow. Vậy mình nghĩ là game này có thể chắc sẽ trụ thêm khoảng 17 tiếng nữa các bạn ơi, 17-20 tiếng nữa. Ăn nó còn rất là trâu nha, còn tới 3/4 mì lận. Rồi hiện tại bây giờ đang là 3:30 chiều và cái thử thách đã được 51 tiếng rồi các bạn ơi. 51 tiếng có nghĩa là nó đã vượt qua được cái thử thách 50 giờ mà cắm trại tới bãi biển bữa tụi mình làm các bạn. Cắm trại một cấp 1, liều cấp 1 đến liều cấp 6. Cắm trại 50 tiếng, bây giờ đã được 51 tiếng luôn rồi. Bây giờ là cái màn gọi là phỏng vấn để xem có đứa nào gái, cái đứa nào gì đâu các kiểu nha các bạn. Đầu tiên mình sẽ phỏng vấn Cu An. Dạ. Yeah. Hiện tại thì mình cảm thấy rất là khỏe luôn các bạn. Đồ ăn với đồ uống thì mình đâu có thiếu đâu. Mì thì còn nửa gói, nước thì cũng còn nửa chai. Và bây giờ thì mình nhắm là mình có thể chơi được khoảng từ 2 đến 3 ngày. Giờ mình mạnh dạn luôn. Vì mình có bộ lọc nước nữa mà các bạn. Đâu sợ nữa. Đúng rồi, mình thấy nó có cái bộ lọc nước năng lượng mặt trời chưa thu hoạch luôn đúng không? Dạ, em thấy cũng nhiều á. Chuẩn bị thu hoạch. Dạ. Rồi sau khi ăn nó gái như vậy thì Dĩ có muốn gái hay là không gái gì không em? Nói chung em cũng rất còn khỏe với nửa chai nước đó, em có thể chơi được tới 2-3 ngày. Đây là chém gió chứ là gáy. Rồi tiếp theo là Tú. Anh thấy em là còn khoảng 1.5 chai nước. Đúng rồi. Mà từ sáng giờ là chưa ăn gì luôn. Thì bây giờ em cảm thấy sao? Nghe nó cũng bình thường à. Bình thường. Đúng rồi. Và em nhắm mọi người chơi đến đâu thì em chơi đến đó. Tại với thanh niên chém gió không bạn? Do bãi biển này có thấy nó nhiều gió nè, mình phải sử dụng cái mic này luôn. Gió rất là nhiều nên tụi nó chém rất là tốt luôn các bạn. Nói chung là 51 tiếng rồi và ai cũng gáy hết. Nên mình quyết định là sẽ có một cái vòng gọi là mua chuột để cho cái game nó nhanh hơn chút các bạn. Mình đã ở đây là 3 ngày 2 đêm rồi. Khá là mệt mỏi luôn, mình không có chơi mà mình còn mệt mỏi nữa. Từ hôm bữa mà bắt đầu clip tới giờ là mình với làng cameraman là chỉ có bì gói trường kỳ luôn. Ăn mà bây giờ mà nó gọi là nó gán cực kỳ luôn các bạn. Không có gì để ăn hết, đi cắm trại mà đâu có đem mấy đồ tươi đâu, nó sẽ hư các bạn. Nên chỉ ăn mì gói thôi. Và ở đây là anh có 500k. Có bé nào muốn đầu hàng lụm 500k không? Không. Lỡ chơi rồi. Gì chứ? Lỡ chơi rồi. Lỡ chơi rồi. Rồi ăn sao? Không lấy anh, em phải 2-3 ngày mà. Rồi tiếp theo là bé Tú. Lấy 10 triệu ngon hơn anh. Hao hả? Vậy thêm 500 nữa. Ủa? Rồi vẫn là cái chiêu giống bữa người cuối cùng ngừng trói. Thêm 500 nữa nha bạn, chính là 1 triệu. Rồi có ai muốn suy nghĩ lại không? Đây là câu hỏi cuối cùng đó nha, không bao giờ anh lên cái vòng tăng lên 2 triệu luôn nha. Sao? Không anh. Không anh. Này đây suy nghĩ. Đây suy nghĩ thôi. Anh cho em 1 phút suy nghĩ. Cái gì? Thôi đầu hàng em đói bụng. Mình cái vòng này, cái vòng cấp vốn này mình nhắm là Dĩ nó sẽ đầu hàng nhưng mà kết quả là Tú đầu hàng do là Tú nó đói bụng hả? Đói bụng.
mấy cái khi ăn sức ăn em khá là tốt, ăn rất là nhiều đúng không? Giờ không ăn có ngày nghe đói lắm. Không ai có ngày rất là đói. Giờ vô ăn chắc khoảng ăn 2-3 gói mì. Rồi ok, nói chung là anh Tú nó sẽ cầm 1 triệu này để đầu hàng và ăn mì. Rồi ok. Uống nước không có no đâu. Ok, bây giờ chạy vô trong đó đi. Cái chú bán mì trong đó là bây giờ là vẫn còn hoạt động. Khoảng 1 tiếng nữa là chú bắt đầu đi quẩy ba là hết ăn luôn em, đi lẹ em. Nhưng mà em biết một điều, nó nói ra sự thật. Nó uống không mà nó không no. Vậy thằng này uống không sao no được với em. Đúng rồi, thằng này là từ hôm qua nay là từ sáng giờ là vẫn chưa ăn gì hết đúng không? Nhưng mà có thể ngày mai nước biển kiện lại đi ra sân bắt được. Ngày mai tới 2.6 rồi. ngày mai nước biển nó tới 2.6 luôn, nó cần tăng hơn nữa. Hôm nay là nước biển là mực nước biển là tăng cạn là 2.2, ngày mai là nó tăng lên là 2.6, ngày mốt nó 3 chấm luôn á, càng ngày càng tăng lên, trăng tròn mà trăng càng tròn thì nước càng cao. Gán ngày mai đúng rồi. Ừ, đúng rồi, ok. Gán được. Ngày mai ra anh nghĩ là em sẽ húp nước biển nha. Rồi ok. Nói chung là chúng ta sẽ chỉ còn có hai người chơi cuối cùng, đó là cô Dễ và cô An. Bây giờ là cái bàn thu hoạch được nước chưa? Dạ, anh lấy được anh. Ok, trời, nó đã mát rồi. Mình sẽ đi xem ăn thu hoạch nước nha. Đây các bạn thấy là có há là nhiều mấy cái giọt nước nó đọng ở trên cái bàn bảo thực phẩm không? Do năng lượng mặt trời nó làm nóng cái nước ở dưới đó đó, hơi là nước nó bốc hơi lên và nó bám vào đây. Ô, đụng đụng cái nó chảy vô này ha không? Nè nè, nó chảy vô các bạn. Dạ, em sẽ liếm hết. Wow, hay dữ ta. Đây, nó dạng như cái cục đá để ngay chỗ này cho nó thành một cái phễu các bạn. Nước nó sẽ chảy xuống cái phễu này và nó sẽ đọng vào trong cái nắp ở dưới đây. Thu hoạch thử em. Dạ, từ từ thôi, chừng gót két vô à. Ở đây thì không có két đâu anh. Chúng ta sẽ hội họp xem là được bao nhiêu nước trong một cái hệ thống này nha. Đến giữ phụ cho. Ờ, thank you, cảm ơn anh. Đây là em hái bên này nè. Tại em cuốn ta hai nụt lần. Đây, đầu tiên là mình sẽ đâu có bỏ phí được tất cả mọi thứ đâu các bạn. Liếm. Ê, được. Ôi. Mấy cái giọt động ở trên rồi, thực phẩm là ăn quốc luôn. Trời ơi. Wow, chúng ta sẽ phỏng vấn cận cảnh. Trời ơi. Trời ơi. Nước có nhiều kìa. Trời ơi. Chạy vô đây ha. What the hell. What the hell, cái này là ít nhất cũng phải 200 giọt nước á em. Để em review thử luôn. Mặn không? Nó không có mặn mà nó ngọt cái hương vị nó lạ lắm anh. Thì giống như là nước đun sôi để nguội hay là giống nước cắt đúng không? Ồ, nó khó diễn tả lắm mà. À, nó có hôi mù mủ không? Dạ không anh, tại vì nếu mình chơi á, chơi cái màn bọc thực phẩm thì nó không hôi mù mủ. Còn nếu mình chơi mấy cái bịch ni lông á thì uống rất là hôi mùi mủ luôn. Lúc sinh tồn hoài đảo thì em đã rút kinh nghiệm ra. Đúng rồi, nói chung là cái màn bọc thực phẩm là nó rất là tinh thế các bạn, bởi nó dùng để bọc thức ăn mà, nó không có hôi gì hết nha. Rất là ok, nói chung là mới có một cái hệ thống thôi mà nó được nhiêu đây nước rồi. Không, em để ý là cái bằng nhôm này á, nó hu nước nhiều hơn. Mấy cái này nó giữ nhiệt nên nó hu nước nhiều hơn. Dạ. Còn cho mình thử cái bằng mũ nha các bạn. Dạ. Thử xem bằng mũ là như thế nào. Đây, anh thấy nó động rất là ít này đúng không? Có dạ, mấy dạ. Giọt nhỏ thôi à. Là khô máu là phải liếm hết, không bỏ được miếng nào. Nè, này ít hơn nè. Đúng rồi, cái này nó ít hơn các bạn. Như đây là khoảng chừng 2-30 giọt thôi à. Ít hơn. Chế vô. Rồi coi chừng nó cháy, nó dính nước biển dưới đáy á. À, vậy là cái tô bằng mũ sức nóng nó ít hơn thì nó sẽ ra ít nước hơn, còn bằng kim loại thì nó sẽ ra nhiều nước hơn nha. Và ở đây các bạn có thể nhìn thấy là có khoảng 2, 4, 6, 7 cái. Em chơi hàng chục luôn anh. 7 cái tô. Wow. Rồi ăn nó sẽ thu hoạch hết 7 tô luôn, xem là được bao nhiêu nước nha các bạn. Đây sau 6-7 ly nước thì ăn được vô đây nước nha bạn. Chưa hết đâu anh, ở ngoài kia còn 3 cái nữa. 3 cái nồi nữa. Ở ngoài biển còn 3 cái nồi nữa. Wow, theo dự định anh nghĩ là 3 cái nồi là nước khá là nhiều á. Dạ, giống như nồi nãy á. Đúng rồi, nồi là nó sẽ trữ nước nhiều hơn đúng không? Từ ơi, nó ngọt kiểu ngọt lạ luôn á. Đã chứ à. Nhiều quá chứ không phải ít đâu, nhiều lắm á. Tuy có cát. Rồi 3 cái hệ thống nước cuối cùng của ăn thì gồm có là hai cái nồi với lại một cái lon sữa Ensure gì lùm được bãi biển ha. Dạ, lùm bãi biển. Ok, thu hoạch thử luôn em. Dạ. Nè quá trời luôn, đúng là mấy cái nồi nó khác. Đúng rồi, nó động rất là nhiều luôn á. Gom mấy cái bàn bảo thực phẩm lại nha, chút nữa đốt. Dạ. Đây. Oh. Wow, nhiều y như nãy luôn á, nhiều hơn luôn á. Ồ, đem lau hết mấy dưới định. Dưới là nước mặn á. Nước mặn. Vô luôn. Wow. Quá đã. Đây. Trời ơi. Đây các bạn. Đây nước rất là nhiều. Vậy là mấy cái nồi inox là nó sẽ nhiều hơn. Dạ. Cái này không, cái này hên xui nè.
hên xui ha. Này nhỏ quá. Thấy không? Nó xịn thấy không ạ? Không có giọt nào luôn. Không có giọt nào luôn. Không có luôn. Đúng rồi, nó dày quá, không đủ nóng, nó cao quá. Dạ. À, cũng ra được một bài học nữa. Là cái này mình nên, cái diện tích nó nên bự ra và nó mỏng lự. Dạ. Dày quá, không có nóng tới dưới nước ở dưới các bạn. Vậy là kết quả là ăn được nhiêu đây nước nè các bạn. Wow. Giờ em sẽ tước, em đổ vô chai em tích trữ. Cũng nhiều chứ không? Rồi à. Cũng được cá lóng á. Dạ. Để dành luôn. Rồi số mon vậy đâu rồi. Lại đây gái tiếp vậy à. Hả? À, sau khi em thấy được khả năng của anh ăn với lại còn bao nhiêu mì lấy ra cho anh dĩ coi luôn ăn. Đây nói chung là nguồn lực của ăn là còn bên đây nửa chai, bên đây một lóng với lại nửa gói mì. Còn dĩ thì nó còn vô đây nước. Vậy em nhắm là có thể chơi được bao lâu nữa với anh ăn mày? Sau một hồi suy nghĩ khá là lâu là em quyết định em đầu hàng sớm em bớt đồ hổ tại vì không có đủ năng lực để chơi với anh ăn. Hiện tại là có đem có đói hay gì không? Hiện tại là đói anh. Rất là đói. Đúng rồi. Với lại là theo như cái lịch thủy triều thì ngày mai, ngày mốt, ngày kia, ngày kìa vậy đó là nước biển nó vẫn cứ 2 chấm mấy, 3 chấm tư lên. Nước biển là nó phải hấp dưới 1 chấm thì mới có thể ra bắt được các bạn. 1 chấm, 1.2 kìa mới bắt được. Còn nó mà 2 chấm tư lên là bắt không có nổi đâu em. Cái que không có đấu cạn đâu. Vậy là... Vậy là game này là chúc mừng anh ăn đã giành chiến thắng. Yes! Phải vậy chứ, nó thiệt. Làm cái lọc nước này là em phải tốn 4 tiếng đồng hồ. Rất là kỳ công luôn á. Mấy này gáy, lúc đầu nó gáy mình cũng bị tâm lý một xíu. Nhưng mà mình không sao, còn đồ ăn với đồ uống mà. Chơi được. À, cái game này á, theo như mình thấy là thằng ăn với làng toàn là mua mì gói thôi. Còn Khương, thằng Tú với làng Dĩ là nó chỉ mua nước thôi các bạn. Tại sao em sử dụng chiếc thật nước mà không sử dụng chiếc thật đồ ăn? Thì đòi lúc đầu nghĩ là nước ít quá chắc hét nước lắm, ra biển nữa, gặp nắng nôi nó nên phải mua nước nhiều. Còn còn về thức ăn thì sao? Em nghĩ có thể bắt được rồi. Vậy ăn có thể em nghĩ em đầu, hồ chắc đi ra bắt được. Nhưng mà hiện tại là từ hôm sáng với hôm qua tới bây giờ là từ hồi tối qua tới bây giờ là nước nó rất là cao, không bắt được luôn thì đúng như rồi. Thế nào? Là xong rồi. Tạch rồi đúng không? Tạch rồi. Nhưng mà sáng này là cái bãi biển Vũng Tàu này còng gió là chúng ta không có bắt hay cái phương pháp mà dí nó ngoài biển đâu nha bạn. Còng gió ở đây nó rất là hang hiếm, nó không có nhiều. Không có. Đúng rồi, hình như nó mùa này không có hay sao, rất là hang hiếm. Dường Hương nó đặt bẫy luôn, đã được khoảng 1-2 con gì thôi các bạn. Hồi sáng này nó đặt được có 1 con à. Mà cái bẫy đó thì đâu đứa tao đem, mình Hương đem cái bẫy loại bẫy đó thôi. Còn tiếp theo là ăn thì chiến thuật đem mì gói của em tác dụng là gì? À, em tác dụng của nó là em để dành cho tới khúc cuối em mới bắt đầu xài. Nước rút? Dạ, nước rút. Oh. Đối với em, game là dễ, thật sự. Thấy anh Hương chết là thấy game dễ nữa. Anh Hương nó chết do là hết nước nha bạn. Hương nó sử dụng cái phương pháp gọi là săn bắt hái lộm, nó đi di chuyển ngoài biển rất là nhiều luôn, kết quả rất là tốn nước. Nên nó tạch vì hết nước thôi, chứ thức ăn nó vẫn còn rất là nhiều luôn. Cái đối với cái bẫy còng gió của nó là nó bắt còng gió được rồi, nó đi lụm đồ các kiểu rất là được luôn. Nhưng mà chết vì hết nước nha bạn. Rồi kết thúc cái game này là cô ăn là người chiến thắng nha bạn. Giải thưởng 10 củ. Cảm ơn anh. Với lại là giờ sắp Tết rồi, có tiền ăn Tết đâu các kiểu. Ngon lành. Tết là mình có hưởng Tết riêng nha bạn, con này là giải hưởng rồi riêng nha. Tết là hưởng Tết riêng. Em sẽ cho thằng Dĩ 500 thôi. Cái... Biết sao nó không gáy thì mình có thể cho 1 triệu, nhưng mà nó gáy cái kiểu thấy ghét lắm kìa. Nên cho 500 thôi, có sự cố gắng nè em. Đó. Thấy không, cười đâu nổi đâu. Hồi nãy đầu hàng hút kia là được 1 triệu rồi, không chịu đâu ha bác con. Vậy thì toàn Tú. Đúng rồi, vậy là tính ra là Tú là hơn tiền Dĩ luôn. Tú được 1 triệu, Dĩ được 500. Ok, nói chung là mình kết thúc clip này tại đây. Hơn 50 tiếng ở đây. Kết quả là 3 ngày 2 đêm tụi mình cắm trại ở chỗ này. Thật sự là mình chỉ là người dẫn chương trình thôi mà nó chán như con dán các bạn. Và đặc biệt là mình chỉ ăn mì gói thôi. Rất là hơi hãm luôn. Còn mấy thằng cu thì nó thử thách bản thân nó rồi sinh tồn các kiểu. Nhưng thật ra clip này mình chỉ định là cắm trại thôi bạn. Cắm trại với 10.000 thôi. Coi người nào cắm trại lâu nhất mà kết quả tụi nó làm sẽ thành một cái clip gọi là thử thách cắm trại sinh tồn rồi nha. Nhưng mà cũng khá là thú vị. Ok, bạn thấy video của tụi mình hãy để lại một like, chia sẻ. Đặc biệt là nhấn đăng ký kênh để nhận được thông báo khi tụi mình ra những clip mới nha. Tạm biệt các bạn.